Chương 14. Tại thành Iconi, Phaolô và Ba-na-ba cùng vào nhà hội của người Giu-đa và giảng một cách đến nỗi có rất nhiều người Giu-đa và người Gê-rét tin theo. Song những người Giu-đa chưa chịu tin thì xui dục và khêu chọc lòng người ngoại nghịch cùng anh em. Do vậy, Phaolô và Ba-na-ba ở lại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạng và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Nhưng dân chúng trong thành chia phe ra, kẻ thì theo bên Giu-đa, người thì theo bên hai sứ đồ. Lại khi những người ngoại và người Giu-đa cùng các quan mình nổi lên đặng hà hiếp và ném đá hai sứ đồ, thì hai sứ đồ đã biết trước, bèn trốn tránh trong các thành xứ Lycaoni, là thành Tích-rơ, thành Đẹp-bơ và miền chung quanh đó mà giảng tin lành. Nơi thành Lycaoni có một người liệt chân, què từ lúc mới sanh ra, chẳng hề đi được. Người ngồi và nghe Phaolô giảng. Phaolô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn tiếng rằng, hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên. Người nhảy một cái, rồi đi. Dân chúng thấy sự Phaolô đã làm, thì kêu lên bằng tiếng Lycaoni rằng, các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Chúng bèn xưng Ba-na-ba là thần Jupite, còn Phaolô là thần Mercure, vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần Jupite có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân, dâng một tế lễ. Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phaolô hay điều đó, bèn xé áo mình, sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng, hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi, chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Do vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Tuy sứ đồ nói như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dâng cho mình một tế lễ. Bây giờ có mấy người Giu-đa từ thành Antioch và thành Iconi đến, dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phao-lô, tưởng người đã chết, nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đương nhóm chung quanh người, thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹp-bơ. Khi hai sứ đồ rao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh cầu nguyện và kiên ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Kế đó hai sứ đồ vượt qua đất BCD đến trong xứ Pamphili. Sau khi đã truyền đạo tại thành Bethsaida rồi, thì xuống thành Actali. Từ nơi đó, hai người chạy buồm về thành Antioch, là chỗ mình đã ra đi, được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công việc mình vừa mới làm xong. Hai người đến nơi nhóm họp hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại là thế nào. Hai người ở tại đó lâu ngày với các môn đồ.